Tiếp nối chương trình hôm nay là một nhân vật sự kiện, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bài tác phẩm Mùa Xuân Đầu Tiên của Văn Cao từng bị giết như thế nào của tác giả Trần Mạnh Hảo, đoàn trên trang Trang Sài Gòn Nhỏ News vào ngày 2 tháng 1, mời quý vị cùng chia sẻ. Tác phẩm Mùa Xuân Đầu Tiên của Văn Cao từng bị giết như thế nào. Không đợi khi xuân đến Tết về như dịp này, chúng tôi mới nghe lại bản nhạc bất hủ Mùa Xuân Đầu Tiên. Văn Cao khởi viết cuối tháng 12 năm 75, hoàn thành trong dịp Tết Bình Thịnh năm 76. Đây là bài hát có số phận đặc biệt nhất trong cuộc đời sáng tác của Văn Cao. Đây cũng là bài hát mang nhiều tâm trạng đối lập, hoa trộn, nước với lửa, vui ít, buồn nhiều, mừng ít, tuổi nhiều, hoang ca ít, bi ca nhiều, tha thiết ít, nghẹn ngào nhiều, bân khuân ít, đau đáu nhiều, sự tự sự ít, ai oán nhiều, mây sai ít, than thở nhiều, cứng cỏ ít, sung sung nhiều, da giết ít, nỉ non nhiều, cười ít, khóc nhiều, xâm hợp ít, cô đơn nhiều, Yêu thương ít, đau thương nhiều, gặp gỡ ít và bơ vơ nhiều. Hầu như tất cả trạng thái tình cảm trái ngược nhau của con người đều có trong bản nhạc kỳ lạ này. Ai vui hát lên thì nghe vui, ai buồn hát lên thấy buồn não ruột, ai đau khổ hát lên thấy một trời đau khổ, ai sầu thảm hát lên thấy cả một thế giới sầu thảm đang đồng cảm cùng mình. Nghe đi nghe lại bản nhạc này, ta thấy xuất hiện trong tâm trí mình rất nhiều tâm trạng không thể dùng ngôn ngữ diễn đạt. Nếu bạn đã hoặc đang đi qua bệ khổ trần gian, nghe bản nhạc mùa xuân đầu tiên, bạn sẽ cảm thương nhờ nước mắt diễn đạt nỗi lòng mình. Riêng lời bài hát đã là một bài thơ hay. Rồi giặt dìu mùa xuân theo án về, mùa bình thường mùa vui nay đã về. Mùa xuân mới ấy đang đến đầu tiên với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bình sông. Một trưa nắng cho bao tâm hồn, rồi giặt dìu mùa xuân theo án về, người mẹ nhìn đàn con nay đã về mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên. Nước mắt trên vai anh, giọt sự ấm đôi vai anh. Niềm vui phút giây như đang long lanh. Ôi giờ phút yêu quê hương, làm sao trong xuân vui đầu tiên. Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên, một cuộc đời êm ấm từ đây. Người biết quê người, từ đây người biết thương người, từ đây người biết yêu người. Giờ giặc dịu mùa xuân theo én về, mua bình thường. Mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông. Một trưa nắng thôi, hôm nay mênh mông, rất nhiều chim én, nhiều nắng gió. Có nước mắt vui gặp gỡ của đàn con nay đã về, có cuộc đời êm ấm. Như sau hình ảnh khói bay trên sông, gà đang gáy trưa trên sông, lặp lại hai lần làm không gian của mùa xuân đầu tiên xa xôi bơ phờ thế, sao sát thế, hoang vắng thế, hiu quạnh thế, đơn độc có phần cô đơn thế. Chợt nhớ nỗi buồn thiếu quê hương của Thôi Hiệu trong hoàng hạt lâu xưa. Cũng một tiếng gà trưa vang cao này, một khói sóng trên sông xa vang cao nay, u hoại không xiết. Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông. Nhật mộ hương quan hà xứ thị, yên ba gian thượng sử nhân sầu. Rồi về chiều tối tự hỏi quê nhà nơi đâu, trên sông khói tỏa sóng gợn khiến buồn lòng người. Chợt nhớ lưu trọng lưu thời con nay vàng ngơ ngác với cầu thờ tiên chiến xưa sau rất đồng cảm với nỗi vui não nùng văn cao này. Tiếng gà trưa sao sát não nùng, bài hát như một điệu vàng bằng nước mắt, sự thước thao, quý phái của một giai điệu bi thương, sự sang trọng của ngậm ngùi gia dứt, sự lãng mạn của một phiêu linh xô giặc, sự mê đắm của một vu vơ, sự đoan trang của các đẹp lỡ thị, sự lưu trai của ngơ ngác điều hiu, sự dịu dàng của nỗi thương đau xót nhớ. Cũng như đã mấy chục năm chiến tranh liên miên chưa từng có xuân về, Trường như gần hết cả đời người bận chuyện đấu tranh giai cấp danh giật miếng ăn chưa từng thấy chim én báo xuân. Trường như đã rất lâu rồi, sự căm thù trùm lên xã hội không còn ai biết thương người. Trường như đã lâu lắm rồi, ta tha hương trên chính quê hương mình. Trường như suốt mấy cuộc chấm dứt kinh hoàng mạo danh cách mạng không còn ai biết yêu con người. Trường như mấy mươi năm rồi, con người đã quên mình còn nước mắt. Trường như lâu rồi tâm hồn người không được sửa nắng mùa xuân Và trường như lâu lắm rồi văn cao quên Không còn nhớ mình từng là nhạc sĩ lãng mạn đã có cả chuột ca khúc vào hàng kiệt tác Trường như cây đàn piano cũ kỹ do hội nhạc sĩ Việt Nam cho văn cao thuê mỗi tháng 7 đồng Thuê căn gác chật hẹp cũ kỹ 108 ý 15 đồng đã bị thời gian phủ bụi đầy rượu mốc Trường như đôi tay văn cao đã bị súng đạn thời cuộc sự ho hét sướng ca Ho và phục vụ chính trị một thời làm ù đặc khi tất cả kiệt tác âm nhạc của ông đều bị chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa miền Bắc cấm hát, trừ bại quốc ca, kể cả thơ văn cao cũng bị cấm. Và chừng như toàn bộ vết thương cuộc đời văn cao, vết thương cuộc đời dân tộc bỏng mượn ngón tay ông mà nhỏ xuống cây đàn piano, những giọt nước mắt giai điệu, khiến những vết thương chợt mở miệng ca hát mùa xuân đầu tiên. Chừng, như nỗi niềm ngày 30 tháng 4 năm 75, có một triệu người Việt Nam vui thì cũng có một triệu người Việt Nam buồn. Lời ông cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt, đã hiện ra nơi bài hát Môi Xuân đầu tiên của Văn Cao. Trong bài hát ấy, kỳ lạ thay, tôi nghe có một nửa nước vui thắng trận trào nước mắt và một nửa nước buồn thua trận cũng trào nước mắt. Chợt ôm chậm lấy nhau mà quặng quại mà gian vặt dằn xé nhau, cười khóc miếu máu bầm dập nhau, nên vui ấy sao buồn hiu hắc thế, lên đền phiêu bạc thế, nước nở nghẹn ngào thế. Có lẽ chính vì những điều trên mà kỳ tác mùa xuân đầu tiên của Văn Cao sau khi được báo Sài Gòn giải phóng in trước Tết Bính Thịnh ngày 1 tháng 1 năm 76, được hát trên đài tiếng nói Việt Nam mấy lần, liền bị cấm suốt 24 năm, từ năm 76 đến năm 2000. Sinh thời Văn Cao không được nghe, được nhìn thấy đứa con tinh thần lớn lao này của mình được trình diễn. Sau khi ông mất năm 95, năm năm, mùa xuân đầu tiên mới ra khỏi nhà tù kiểm diệt của chế độ. Xin quý bạn đọc hãy nghe nhà thơ, họa sĩ Văn Thao, ông trai trưởng của nhạc sĩ Văn Cao kể sơ qua về sự ra đời của bài hát này. Sau khi bài Tiến về Hà Nội ra đời cuối năm 49, bố bị đưa ra kiểm điểm và bị phê phán cấp nơi. Từ đó bố đã thề sẽ không sáng tác ca khúc chính trị nữa. Nhưng rồi những năm tháng sau này đôi lúc hứng khởi bố vẫn sáng tác. Vẫn biết có sáng tác ra cũng chẳng được dàn dựng. Tôi còn lưu giữ được một số tác phẩm của ông sáng tác sau này nên tôi hiểu những điều ông nói. Giả như ông không bị rơi vào cái nạn nhân văn, và bị vô hiệu hóa mất 30 năm, thì tôi chắc rằng ông sẽ còn sáng tác được thêm nhiều tác phẩm cho nền âm nhạc Việt Nam. Những ngày tháng sau đó, căn gác nhỏ, nhà văn cao không lúc nào ngớt khách, những khuôn mặt bưng sáng, những nụ cười rạng rỡ, những giọt nước mắt sung sướng bên những ly rượu tràn đầy, và có cả những khuôn mặt một thời không dám bước chân đến căn gác nhỏ này vì sợ bị vỗ vai. Văn cao đã sáng tác xong ca khúc môi xuân đầu tiên, vào đúng dịp Tết Bính Thịnh trích bài văn cao với ca khúc mùa xuân đầu tiên của Văn Thao trên in trên tạp chí Sông Hương số 179 đến 180. Văn Thao tiết lộ tiếp rằng bài hát bị cấm ở Việt Nam, nhưng bên Liên Xô người ta lại dịch sang tiếng Nga phát trên đài phát thanh Moscow. Nhưng cũng thật bất ngờ không hiểu bằng con đường nào trong cái năm 76 ấy, mùa xuân đầu tiên đã được in ở nước Nga và được Liên Xô trả nhuận bút cho tác giả 100 rúp. Văn Cao phải viết giấy ủy quyền và sứ quán để con gái ông đang học bên đó lệnh hộ. Ông bảo con gái còn cứ lấy mà tiêu. Ở nước mình bao lâu nay bố có được biết đến đồng những bức tác phẩm nào đâu. Qua tiết lộ trên của anh Văn Thao, con trưởng nhạc sĩ, thì nhà ông Văn Cao trên gác nhỏ 108 ý kiêu suốt một thời luôn có công an ngầm canh gác. Ai đến địa bị vỗ vai, hỏi tên tuổi, xem đến nhà tên phản động nhân văn làm cái gì. Người viết bài này sau năm 75 có lần đến thăm nhạc sĩ Văn Cao để cho ông mượn cuốn tiểu thuyết vĩ đại. Giờ thứ 25 của Văn Hào, Romania, Constantine Virgil, mang ra từ Sài Gòn như đã hứa cũng từng bị công an mật vỗ vai hỏi đi đâu. Bạn bảo đi phỏng vấn tác giả quốc ca viết bài in báo cũng bị cấm mà. Người vỗ vai hất đầu, cọc lóc vào đi. Người ta đã cầm giữ văn cao như một tù nhân lương tâm bị giam lỏng. Một thứ nhà tù tại chỗ, nhà tù nhân dân kiểu xã hội chủ nghĩa rằng Văn Cao bị vô hiệu hóa suốt 30 năm vì tội nhân văn giai phẩm. Rằng suốt 30 năm ấy, nhạc sĩ Văn Cao sống rất nghèo khổ. Bố có được biết đến đồng những bút tác phẩm nào đâu. Chúng ta lại được nghe người con trai thứ của nhạc sĩ Văn Cao, nhà thơ nghiêm bằng kể sơ qua về sự ra đời của mùa xuân đầu tiên. Đó là một đêm vào giữa tháng 12 năm 75, chúng tôi đang sống với cha mẹ trong ngôi nhà số 108 Ý Kiều. Mùa đông, Hà Nội rác tê tái. Cha tôi đã từ lâu rồi không đàn, Vậy mà trong đêm ấy tôi nghe có tiếng chân nhẹ nhẹ lần từng bước tự phòng trong ra gần chiếc đàn piano đối diện với chiếc vang tôi đang ngủ. Một giai điệu khe khẽ vang lên, nó được đàn bởi một bàn tay phải. Cũng phải nói thêm là cha tôi đã đàn trên chiếc đàn vốn được hội nhạc sĩ Việt Nam cho thuê lại với giá 7 đồng rưỡi một tháng. Lương tôi hồi đó là 63 đồng, còn tiền thuê nhà là 15 đồng. Từ ngày kỷ niệm 30 năm tiếng quân ca năm 74, chiếc đàn mới được tặng hẳn cho cha tôi thì cha lại rất ít có dịp dùng đến. Bài hát đã được báo Sài Gòn Giải phóng số năm mới 1 tháng 1 năm 76 in trang trọng ở bìa 4 và thu thành ngày sau đó, được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nếu tôi không nhầm thì do nhạc ca sĩ Trần Khánh và đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Bài hát được phát khoảng 10 lần trong chừng một tháng. Hồi ấy, ca khúc được truyền bá chủ yếu qua sóng phát thanh, rồi không hiểu sao lặng lẽ chìm đi, như thể bị quên lãng. Như mọi lần trong suốt mấy chục năm qua, cha không tỏ ra bực bội gì, chỉ hơi buồn thôi cho tôi nói chắc chắn bài hát sẽ có được, có ngày được hát lại và mọi người sẽ yêu nó, và như mọi lần cho tôi lại đúng, chỉ có điều lúc đó cho tôi không còn nữa. Khi bài hát lần đầu tiên được phát trên sóng truyền hình Việt Nam năm 2000 cho tôi đã mất được 5 năm. Nhà thơ nghiêm bằng Thu Hà ghi